Chào mọi người, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam. Thì tiếp tục với series là mỗi ngày một cổ phiếu trong lễ. Thì hôm nay em xin gửi tới mọi người một nhóm ngành là bán lẻ và tiêu biểu là cổ phiếu MBG, là một cổ phiếu có một cái sự bật tăng rất tốt trong xuyên suốt cái nhịp hồi gần đây của thị trường chung. Vậy thì với cổ phiếu MBG này, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư và điểm mua ngay tại cái vùng giá nào? Thì mọi người cùng em trao đổi và bàn luận trong video ngày hôm nay nhé. Thì trước khi bước vào nội dung chính của video ngày hôm nay, mọi người đang xem video thấy hay và hữu ích, đừng quên để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe và cũng như là cho video của em một like. Có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy đừng ngần ngại mà để lại phần comment hoặc là liên hệ trực tiếp ngay với em ở số điện thoại bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi và bàn luận nhiều hơn. Rồi, vậy thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới phần đầu tiên. Thì ít nhiều gì, chúng ta cũng sẽ phải nói và nhắc lại về hành động và kịch bản của thị trường chung trong khoảng thời gian sắp tới. Thì trước mắt ấy, trong nguyên cả khoảng thời gian trước lễ, chúng ta đã có một cái nhịp đạp rất mạnh của thị trường trong giao dịch là từ ngày 15 tháng 4 cho tới tận ngày 19 tháng 4, là một tuần thị trường giảm điểm rất lớn. Và trong khoảng thời gian tuần trước lễ thì chúng ta có một cái nhịp hồi phục lên của thị trường. Nhưng mà trước mắt đây cũng chỉ là một cái nhịp hồi phục lên với thanh khoản thấp mà thôi. Vì vậy thì chúng ta vẫn chưa có đủ cơ sở và dữ liệu để khẳng định đây là một cái nhịp bật tăng ngay hình chữ V được. Bởi vì nhóm ngành dẫn dắt nó chưa xuất hiện, nhất là nhóm ngành chứng khoán hoặc là nhóm ngành ngân hàng, nó vẫn chưa có cái động thái là dẫn dắt thị trường chung. Vì vậy thì để mà nói thị trường muốn có kỳ vọng bật tăng hình chữ V thì bắt buộc trong khoảng thời gian sắp tới thị trường cần phải sớm break 1230, và nhịp break này bắt buộc phải đi cùng với một cây thanh khoản cao, một cái sự lan tỏa mạnh mẽ đến từ tất cả các nhóm ngành. Vậy thì chúng ta mới có thể yên tâm là thị trường đã xác nhận là đảo chiều sớm và quay lại cái đà bật tăng của mình. Và dù do cái kịch bản tích cực này xảy ra ấy, thì mọi người cũng nên hạn chế tối đa cái việc là đua mua cổ phiếu xanh tím, bởi vì chắc hẳn chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội là thị trường rung lắc điều chỉnh lại sau các nhịp break thành công. Vậy thì cái nhịp điều chỉnh lại đó mới chính là cơ hội để chúng ta có thể là cân nhắc tham gia vào. Còn trước mắt ấy, với cái dữ liệu ở thị trường hiện tại thì chúng ta vẫn sẽ chưa quyết định và cũng chưa nói lên được vấn đề rằng là thị trường bật tăng hình chữ V. Vì vậy thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên, nếu như các kịch bản mà em đưa ra là break 1230 với một cái thanh khoản cao và với một cái sự lan tỏa ấy, nó không diễn biến, thì mọi người vẫn nên cân nhắc cái việc là nếu có hồi phục lên trong 2 ngày giao dịch sau lễ thì vẫn chỉ là hồi phục lên để cơ cấu mà thôi. Chúng ta sẽ ưu tiên là thu về cho mình một cái lượng tiền nhất định và chờ đợi một cái nhịp thị trường tiếp tục quay lại test đáy 2 và để cân bằng và cơ cấu lại cái tài khoản của mình và bắt đáy một số cổ phiếu rất là triển vọng. Vậy thì đó là kịch bản của em trong giai đoạn sắp tới mà mọi người có thể là sử dụng được và cũng như là có thể tham khảo qua. Thì ở phần thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau nói về cổ phiếu MBG trong ngày hôm nay. Thì trước khi bước vào phần này thì mọi người cũng có thể là dành ra vài giây để có thể để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe nếu chưa subscribe, và cũng như là cho video của em một like. Nếu mọi người đang tìm kiếm một người tư vấn và đồng hành thì hoàn toàn có thể là liên hệ trực tiếp ngay với em qua số ở bên dưới và đồng hành cùng em với đi VBS là BTC0 để chúng ta có thể trao đổi và bàn luận một cách kỹ càng hơn. Rồi, vậy thì thông tin trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 4 ý, thì chúng ta có câu chuyện về báo cáo tài chính của MBG được lan truyền ở một số diễn đàn. Thì với việc mà cổ phiếu MBG này có một cái mức là lợi nhuận sau thuế ở quý 1 năm 2024 là 900.000 tỷ đồng, thì đâu đó gấp 42-43 lần so với quý 1 năm 2023 là một sự chênh lệch rất lớn. Và đây có thể được gọi là một cái thông tin rất tích cực cho cổ phiếu MBG này. Vì vậy, tiếp đà xu hướng hồi phục tốt như ngày hôm nay, như khoảng thời gian tuần trước lễ, thì có thể sau phiên dịch sau lễ thì cổ phiếu MBG nó vẫn sẽ duy trì cái đà tăng của mình hướng lên vùng giá là 56.8-57. Vì sao lại vùng giá 56.8-57? Thì đây là một cái vùng giá phải gọi là kháng cự tại khung đồ thị tuần, là một kháng cự lớn. Vì thế thì ít nhiều cổ phiếu MBG cũng sẽ có cái dấu hiệu phản ứng. Vì vậy, với việc mà cổ phiếu MBG này nó đang có một cái sự chênh lệch không cao ngay tại vùng giá hiện tại cho tới cái vùng kháng cự của mình, vậy thì ngay giai đoạn này mọi người nên hạn chế tối đa cái việc là chúng ta FOMO tham gia vào, bởi vì rất dễ chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu là đu đỉnh ngắn hạn, thì đây sẽ là một cái điều rất là đáng tiếc. Trong một cái kịch bản tốt nhất ấy, cổ phiếu MBG mà có cái dấu hiệu là đi ngược thị trường mạnh, là break ra khỏi cái vùng kháng cự này, đóng một cái cây nến tuần chắc chắn và chất lượng,
thì mô hình chung chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội là MWG nó vẫn sẽ có cái khả năng là test về lại cái vùng hỗ trợ này một lần nữa. Và nếu test thành công thì chúng ta sẽ có và thấy được cái dấu hiệu này xảy ra thì chúng ta sẽ cân nhắc và bắt đầu tham gia vào, thì đây sẽ là một cái kịch bản giao dịch an toàn hơn với một cái kịch bản là cổ phiếu MWG bật tăng khỏi cái vùng kháng cự của mình ngay và luôn. Thì đó là một trong một cái kịch bản là tích cực nhất. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, với việc mà cổ phiếu MWG nó chỉ vừa mới nhóm nhám là break ra của khỏi là mô hình biên sideways của mình, biên sideways up này, thì khả năng rất cao MWG khi mà nó chạm về vùng kháng cự khung tuần của mình mà thị trường chung lại vẫn đang còn cái rủi ro điều chỉnh ấy, thì hoàn toàn sẽ có khả năng MWG nó cần tạo ra cho mình một cái phiên biên sideways ngay thời điểm hiện tại dưới vùng giá là 57, tạo ra cho mình một cái biên sideways dưới vùng giá 57. Việc tạo ra cái biên sideways dưới vùng giá 57 này đó, sẽ giúp cổ phiếu MWG nó có một cái nhịp là điều chỉnh test lại trước, rồi sau đó khi mà thị trường thực sự ủng hộ thì cổ phiếu này sẽ có thêm nhiều động lực để bật tăng. Và bên cạnh đó, việc mà nó sẽ có cái dấu hiệu là break cái vùng biên trên của mình, đó chính là vùng giá là 53.9, vùng giá 54 này vào phiên ngày 26 tháng 4 cũng là một cái dấu hiệu cho thấy MWG đã xác nhận bước vào một cái mẫu hình tăng mới. Thì một phần nào đó nó sẽ cũng giống như là Nam Từ Liên, nhưng mà Nam Từ Liên hiện thời điểm hiện tại nó đã có một cái nhịp là điều chỉnh hơi bị sâu, thì với cái kịch bản này MWG nó cũng sẽ kỳ vọng là có một cái dấu hiệu là break cái mẫu hình tương tự là mẫu hình kênh trên biên trên biên dưới, nhưng mà vẫn sẽ có khả năng cái biên này nó sẽ có cái kéo dài hơn là đâu đó từ vùng giá 52, từ vùng giá 52 cho tới là vùng giá 57. Vì thế thì mọi người, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể đoán là cổ phiếu MWG nó có đi theo kịch bản nào. Nhưng mà một điều em có thể nói với mọi người là việc chúng ta đua mua và cũng như là FOMO ngay hiện tại với MWG, nhất là giai đoạn sau lễ, là một điều không nên, và chỉ cần và cũng như là nên hạn chế lại cái việc đó. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để tham gia với cổ phiếu này trong khoảng thời gian sắp tới. Vì vậy thì chúng ta chỉ nên cân nhắc tham gia cổ phiếu này khi nó có một cái nhịp là retest đỏ trở lại mà thôi. Thì đó là với về mặt phân tích kỹ thuật, nếu mà xét về các kênh xu hướng của MWG thời điểm hiện tại, và nếu mà tiếp tục nhìn về khung đồ thị tuần cũng như là đồ thị tháng ấy, thì đây là một cổ phiếu đang break ra khỏi cái trend là giảm ở khung đồ thị lớn rồi. Vì thế thì đây là một cổ phiếu rất có triển vọng là bước vào một cái cơn sóng mới và bước vào một cái giai đoạn tăng mới. Nhìn về mặt đồ thị kỹ thuật Ichimoku thì ở khung đồ thị này chúng ta đang có một cái sự hợp bích và hướng lên cả Tenkan, Kijun, cả giao gam 65 và giao gam 129 đều có cái xu hướng là hướng lên, thì cho thấy cổ phiếu MWG này về mặt ngắn hạn thời điểm sắp tới vẫn sẽ có một cái đà bật tăng rất tốt. Vì vậy thì ở thời điểm hiện tại mọi người có thể thoải mái và chủ động trong cái việc là chốt lời cái tỷ trọng của mình và cũng như chốt lời cái phần vị thế của mình với cổ phiếu MWG này trong giai đoạn sắp tới. Nhưng mà vẫn không khuyến khích mọi người là tham gia mua đũa ngay và luôn, bởi vì ở thời điểm hiện tại thị trường đang vẫn ở trong một cái sự rủi ro nhất định. Rồi, vậy thì đó là hầu hết tất cả nội dung mà em muốn truyền tải với mọi người trong video ngày hôm nay với cổ phiếu MWG này, là một cổ phiếu rất có cái triển vọng bật tăng về mặt trung và dài hạn và thậm chí là cả về mặt ngắn hạn. Vì thế thì mọi người không nên bỏ qua cái deal đầu tư này trong khoảng thời gian sắp tới khi mà nó sẽ có cái cơ hội là điều chỉnh về lại các vùng giá tốt hơn để chúng ta tham gia vào. Thì hai kịch bản em cũng đã có đưa ra. Thứ nhất là nếu mà nó break ấy, thì nó cũng sẽ có một cái nhịp là test lại lên quanh vùng giá 57, chúng ta sẽ tham gia một cách an toàn hơn. Còn trong một cái kịch bản khác thì em có vẻ là nó sẽ có xu hướng là đi cho mình một cái biên sideways, là có nghĩa là điều chỉnh về đâu đó vùng giá là 54, vùng giá là 52.5. Thì khi đó mọi người có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh này để tham gia vào khi mà thị trường vẫn đang duy trì cho mình một cái rủi ro là điều chỉnh về mặt là ngắn hạn trước khi đi lên. Rồi, vậy thì nhân tiện đây, chúc mọi người sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ an lành và vui vẻ bên gia đình và người thân, và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tâm thế thật là sẵn sàng và sảng khoái để bắt đầu phiên dịch quay trở lại của mình vào ngày thứ 5 và cả ngày thứ 6. Thì hẹn gặp lại mọi người trong các phiên dịch sắp tới và các video sắp tới.